Chào mừng quý vị và các bạn đến với Blog Tin Thi Thi. Hy vọng rằng với những thông tin được cập nhật hàng ngày trên kênh sẽ là những giây phút thư giãn thoải mái cho tất cả quý vị và các bạn. Bây giờ đừng quên nhấn vào nút đăng ký ngay góc phải màn hình để chúng ta không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Chào mọi người, những người đang quan tâm đến sự việc cậu bé lớp 1 bị bỏ quên trên chuyến xe đưa rước của trường Gateway. Mặc dù là vẫn chưa có kết quả từ bên phía cơ quan điều tra, tuy nhiên thì Thi lại cảm giác rằng hình như cái kết định sẵn đã có trước. Khả năng cao là người đàn bà nghèo sẽ nhận trách nhiệm cao nhất trong vụ này. Như những thông tin mà Thi đã đưa trước đây, thì trong vụ này có quá nhiều những uẩn khúc xung quanh cái chết của bé Long. Vì vậy chúng ta có quyền nghi ngờ, có thể nguyên nhân dẫn đến tử vong không phải là do bị bỏ quên trên xe. Tuy nhiên thì đến thời điểm này, Thi vẫn có cảm giác là có vẻ như kết luận cuối cùng của vụ việc này vẫn sẽ là do bỏ quên trên chuyến xe rước. Trong vụ việc này thì có lẽ là người phụ nữ đưa rước các học sinh và tài xế sẽ là hai người chịu trách nhiệm cao nhất. Chúng ta sẽ phân tích sơ qua diễn biến tâm lý của bà Quy để thấy rằng là hình như có điều gì đó đã tác động lên bà. Sau khi trở về trong những ngày làm việc với cơ quan điều tra, gặp gỡ với báo chí hồi ban đầu, bà Quy nói với giọng rất run run, lo sợ. Bà lo sợ về trách nhiệm của mình, bà lo sợ sẽ phải đi tù. Lúc trả lời phỏng vấn với phóng viên, bà Quy đã cho rằng không biết là mình có thật sự bỏ quên bé Long trên xe hay không. Bởi vì lúc đó bà đã kiểm tra một loạt qua các hàng ghế thì mới đóng cửa lại và không thấy còn em nào. Thậm chí bà đã đưa ra những nghi vấn như là tại sao bé lại tự thay áo được, bởi vì lúc đó quá bối rối, làm sao bé tự thay áo được. Và tại sao một em bé lớn như vậy nằm chèn ảnh ngay đó mà tài xế lại không thấy? Bé lớn như vậy chỉ đâu phải chiếc kim. Hay là chi tiết có một quả bóng rất kỳ lạ trên xe, bà cũng không hề nhớ là buổi sáng đã có quả bóng này. Tuy nhiên vào thời điểm phát hiện ra xác bé Long, bà lại thấy quả bóng với chiếc giày buộc. Hay là chi tiết lúc mà bà Quy mở cửa xe ra và bắt gặp bé Long đang nằm xoài trên sàn xe, bà đã vô cùng hốt hoảng và la hét. Điều này khá hợp với tâm lý bình thường. Tuy nhiên sau những lần tiếp xúc với phóng viên sau đó thì bà Quy lại thay đổi lời khai. Bà lại cho rằng mình chỉ nhìn thoáng qua các hàng xe cho nên cũng không chắc được là có quên bé Long hay không. Và trong một cuộc phỏng vấn mới đây thì bà Quy đã nói với phóng viên bằng một giọng rất điềm tĩnh. Bà kể lại chi tiết các sự kiện trong ngày xảy ra vụ việc. Kể đến đoạn phát hiện ra bé Long nằm trên sàn xe, bà Quy nói: "Trách nhiệm lớn nhất thuộc về tôi sai sót. Tôi rất đau buồn." Và bà cũng đã chuẩn bị tâm lý cho việc nếu như phải đối diện với án tù. Không biết là sự biến đổi tâm lý này của bà Quy là bình thường hay là có một sự tác động nào đó hay không. Nhưng bà Quy đã sẵn sàng chịu trách nhiệm cao nhất trong vụ việc này. Như vậy thì khi ra tòa, bà Quy sẽ đối diện với tội danh là vô ý làm chết người. Chiếu theo Điều 128 Bộ Luật Hình sự năm 2017 đối với tội vô ý làm chết người, thì người đó sẽ phải chịu hình phạt là cải tạo không giam giữ khoảng 3 năm hoặc là ở tù từ 1 tới 5 năm. Và khả năng cao trong trường hợp này nếu như bị kết án thì bà Quy sẽ nhận án treo. Như vậy là không đi tù mà sẽ cải tạo tại địa phương. Bên cạnh bà Quy ra thì người bị truy tố cùng tội danh này có tài xế là ông Doãn Quý Phiến. Còn về phía bên các cô thì cô giáo mà nhận bàn giao đủ với ba học sinh với bà Quy có khả năng chịu thêm trách nhiệm. Còn cô giáo chủ nhiệm, theo như tường trình thì cô giáo nói rằng đã báo lên trên phần mềm là có một học sinh vắng, như vậy là cô đã làm đầy đủ chức năng của mình. Còn ở vị trí người quản lý phần mềm này hôm đó đã nghỉ phép, như vậy thì có khả năng là không liên đới. Trong trường hợp này thì trường Gateway sẽ phải chịu trách nhiệm dân sự đối với cha mẹ học sinh. Họ sẽ phải bồi thường với cha mẹ học sinh. Như luật quy định thì đầu tiên là sẽ ưu ái phương án, hai bên tự thương lượng mức bồi thường. Trong trường hợp một hoặc hai bên không đồng ý với mức thỏa thuận thì lúc đó mới cần sự can thiệp của luật pháp. Lúc này thì tòa án sẽ dựa vào những mức mà luật pháp đã quy định để đưa ra một mức bồi thường hợp lý. Nói về sự việc này thì Thi lại nhớ tới một sự kiện trước đây, đó là vụ việc của ông Nguyễn Hữu Linh, người đã dâm ô bé gái trong thang máy quận 4 tại thành phố Hồ Chí Minh. Hồi đầu thì khi phát hiện ra vụ việc, chính bên gia đình nạn nhân họ đã làm đơn tố cáo và đã làm rùm beng vụ này lên và nói rằng là con gái của mình bị dâm ô, bị ông Linh sờ soạng tại nhiều vị trí trên cơ thể. Tuy nhiên thì sau đó
có mức thỏa thuận giữa hai bên, nên gia đình nạn nhân đã rút đơn tố cáo và làm giấy cam kết sẽ không truy tố ông Linh, đồng thời cho rằng ông Linh chỉ nựng con gái mình. Tuy nhiên thì vụ việc đó không hề lắng xuống, lúc đó thì cộng đồng đã lên án một cách mạnh mẽ và kết quả cuối cùng là ông Linh vẫn bị truy tố ra trước pháp luật. Nếu như nhìn lại quá trình vừa qua thì hình như là bên gia đình của nạn nhân là bên Bé Long có vẻ như cũng không có động thái gì mới. Có lẽ họ cũng đang rất áp lực, bởi vì rõ ràng họ biết mình đang đối đầu với ai, thế lực nào. Tất cả những điều trên chỉ là suy đoán, và Thi vẫn hy vọng là những suy đoán của mình sai, và cơ quan chức năng sẽ cho chúng ta một kết quả hợp tình, hợp lý, giải thích cho tất cả những uẩn khúc mà chúng ta đang thắc mắc. Bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau. Quý vị có thể nhấn vào đây để chúng ta xem tiếp những video khác. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký ngay góc phải màn hình để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin hay.